Xin chào các bạn đến với bản tin giá vàng của kênh Net Media CCTV. Hôm nay thứ hai ngày 29 tháng 3 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng SJC trong nước được hầu hết các đơn vị kinh doanh niêm yết giảm ở chiều bán ra. Mức giảm dao động từ 50.000 đồng đến 150.000 đồng trên một lượng. Ở vài nơi ghi nhận niêm yết giảm nhẹ ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 6,4 triệu đồng trên một lượng. Tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.231 Việt Nam đồng đổi 1 USD. Còn trên thị trường thế giới, vào lúc 6 giờ 40 phút sáng nay, theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay giảm 0,05% xuống 1.732,1 USD trên 1 ounce. Trong khi giá vàng giao tháng 5 năm 2021 tăng nhẹ 0,01% lên 1.732,4 USD trên 1 ounce. Cụ thể, sáng nay giá vàng SJC được tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết tại Hà Nội, chiều mua vào 54.900.000 đồng một lượng, chiều bán ra 55.300.000 đồng một lượng, giảm 100.000 đồng một lượng chiều bán ra, chênh lệch mua với bán 400.000 đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở chiều mua vào 54.850.000 đồng một lượng, giảm 50.000 đồng, bán ra 55.250.000 đồng một lượng, giảm 150.000 đồng, chênh lệch mua với bán 500.000 đồng một lượng. Tại Đà Nẵng niêm yết ở chiều mua vào là 54.900.000 đồng một lượng, chiều bán ra 55.300.000 đồng một lượng, giảm 150.000 đồng một lượng chiều bán ra, chênh lệch giữa mua với bán 400.000 đồng một lượng. Tại Cần Thơ niêm yết ở chiều mua vào 54.850.000 đồng một lượng, giảm 50.000 đồng, bán ra 55.250.000 đồng một lượng, giảm 150.000 đồng, chênh lệch mua với bán 500.000 đồng một lượng. Vào cùng thời điểm như trên thì công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại Hà Nội, chiều mua vào 54.900.000 đồng một lượng, chiều bán ra 55.320.000 đồng một lượng, giảm 100.000 đồng một lượng chiều bán ra, chênh lệch mua với bán 420.000 đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở chiều mua vào 54.900.000 đồng một lượng và chiều bán ra 55.300.000 đồng một lượng, giảm 100.000 đồng một lượng chiều bán ra, chênh lệch mua với bán 400.000 đồng một lượng. Tại Đà Nẵng niêm yết ở chiều mua vào 54.900.000 đồng một lượng và chiều bán ra 55.320.000 đồng một lượng, giảm 100.000 đồng một lượng ở chiều bán ra, chênh lệch mua với bán 420.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC của PNG niêm yết chiều mua vào 54.900.000 đồng một lượng và chiều bán ra 55.300.000 đồng một lượng, giảm 100.000 đồng một lượng chiều bán ra, chênh lệch mua với bán 400.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC của Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở chiều mua vào là 54.920.000 đồng một lượng, giảm 60.000 đồng, chiều bán ra 55.280.000 đồng một lượng, giảm 80.000 đồng, chênh lệch giữa mua với bán 360.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC của Phú Quý niêm yết ở chiều mua vào là 54.900.000 đồng một lượng, chiều bán ra 55.300.000 đồng một lượng, cùng giảm 70.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, chênh lệch mua với bán 400.000 đồng một lượng. Tại thị trường Cà Mau, Hội Mỹ nghệ Kim Hoàng tỉnh Cà Mau công bố lúc 9 giờ giá vàng SJC tại Cà Mau mua vào 54.850.000 đồng một lượng, bán ra 55.270.000 đồng một lượng. Giá vàng 24K mua vào 50.100.000 đồng một lượng, bán ra 51.500.000 đồng một lượng. Giá vàng nữ trang 98% mua vào 49.300.000 đồng một lượng, bán ra 50.700.000 đồng một lượng. Tiếp theo mời các bạn xem giá vàng của các tổ chức ngân hàng lớn. Giá vàng tại Vietinbank Gold mua vào 54.900.000 đồng một lượng và bán ra là 55.320.000 đồng một lượng. Giá vàng tại SCB mua vào 54.900.000 đồng một lượng, tăng 50.000 đồng, bán ra 55.300.000 đồng một lượng, giảm 50.000 đồng. Giá vàng tại Maritimebank mua vào 54.600.000 đồng một lượng, bán ra 55.650.000 đồng một lượng. Và tại Sacombank mua vào là 53 triệu đồng một lượng, bán ra 56 triệu đồng một lượng. Phần cuối của bản tin như thường lệ mời các bạn xem thông tin thị trường vàng thế giới và tỷ giá tiền tệ của ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, tính đến lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 29 tháng 3 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 1.728,8 USD trên 1 ounce ở chiều mua vào và chiều bán ra 1.728,9 USD trên 1 ounce. Trên thị trường thế giới, giá vàng giao tháng 4 tăng 7,2 USD, 20,4% lên 1.732,3 USD trên 1 ounce tại sàn giao dịch hàng hóa New York sau khi giảm 0,5% trong phiên trước đó. Trong tuần, giá vàng giao ngay đã giảm 11,6 USD trên 1 ounce, tương đương giảm 0,67%. Với mức giá khoảng 1.733 USD trên 1 ounce ở thời điểm hiện tại thì giá vàng thế giới quy đổi sang Việt Nam đồng đã tính thuế và phí gia công đang ở mức là 49 triệu đồng một lượng. Như vậy, chênh lệch giá vàng SJC trong nước và thế giới rơi vào khoảng 6,4 triệu đồng trên một lượng.
Số ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ và một số quốc gia tại châu Âu đang tăng trở lại sau nhiều tháng suy giảm, làm thị trường dấy lên lo ngại về đà phục hồi của nền kinh tế thế giới. Một số nhà đầu tư tăng nhu cầu trú ẩn vốn vào vàng. Theo khảo sát về giá vàng tuần tới của Kitco với 16 chuyên gia trên phố Wall, thì có 7 người dự báo vàng sẽ tăng giá, 8 người cho rằng giá vàng giảm và như vậy có một dự báo giá vàng sẽ đi ngang. Còn đối với khảo sát trực tuyến trên Mantrix, với 807 người tham gia thì 47% trong số đó tin rằng giá vàng sẽ tăng, 32% cho rằng giá vàng giảm và 21% có quan điểm giá vàng sẽ thay đổi. Quay lại trong nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho ngày 29 tháng 3 năm 2021, 1 USD bằng 23.231 Việt Nam đồng. Và sau đây là tỷ giá mua bán của một số đồng ngoại tệ khác được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam niêm yết, mời các bạn tham khảo. Thưa quý vị và các bạn, trên đây là bảng giá vàng ở trong nước được cập nhật vào lúc 9 giờ sáng ngày hôm nay và một số thông tin về thị trường vàng thế giới cũng như tỷ giá tiền tệ do kênh Net Media CCTV tổng hợp. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin.